Hello mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tom Thành Thi Đố. Hôm nay Tom muốn giới thiệu cho mọi người một cái tiệm đồ ăn Hàn Quốc. Nó rất là ngon. Cái tiệm này nó rất là nổi tiếng cho giới trẻ, nó phải mở cửa rất là khuya. Hôm nay là thứ 6, hôm nay mình mới đi shopping xong, rất là đói bụng. Và follow cho mình nhé. Đây, thấy mua chicken không? Comment mọi người. Chúng ta phải đứng ở đây để get line, để check in, sau đó chúng ta vào bên trong. Mọi người thấy không, bên trong very very busy. Hãy chờ mình trong giây lát nhé. Wow, và đây là cái bàn mình đã đặt trước và đã có món ăn ra rồi đây mấy bạn. Và biết ở đây là cái gì không? Đây là marinade chicken. This one spicy one. Very spicy. Và khi mà mình ăn cái món này, nếu mà đi hai người thì mình kêu half thôi, chứ mình không cần kêu nhiều nha mấy chị. Kêu whole one thì sẽ ăn không hết. Mình kêu half và mình sẽ có nhiều món để mà mình thưởng thức thêm. Thì cái món này rất là cay, thì bây giờ mình sẽ thử cho mấy. Ok, khi ăn đó là phải có đeo cái này, đeo vào tay. Phải xin one more nữa. Phải hỏi thêm một cái club nữa. Đây, cái đây là dĩa spicy hot chicken. Mà cái dĩa này là khoảng bao nhiêu tiền nhờ? Cái dĩa này khoảng bao nhiêu tiền? Cái dĩa này khoảng 20 mấy đồng. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Thích ăn cái cánh. Wow, coi cánh nè, nó phủ đầy cái gia vị luôn. Cái món này á không quá ngọt, nó không quá ngọt mà nó cái lớp bột của nó giòn giòn, rất là ngon. Cái này mà ăn thêm một miếng cơm nữa thì rất khác luôn. Ngon rất là ngon, miếng thịt. Wow, tại đi đó quá, đi một vòng chi tiền, đi từ đi vô những chỗ đồ hiệu phải get like rất là lâu. Và bây giờ để được ăn và ăn chờ đây ăn cơm rồi. Hàn Quốc là hầu như ăn bốc nhiều, ăn với miếng cơm rất là ngon, nó không quá ngọt, nó không quá ngọt. Ở đây miếng thứ hai. Wow, đây thank you, cái đây là spicy chicken soup. Wow, đấy cho em cái muỗng đây, cho em cái muỗng. Thì cái món này là tầm giá của nó là khoảng 15 đồng. Trong này là có miếng nè, trong có mấy miếng của Hàn Quốc nè. Rồi cái này mình không biết cái này nó gọi là gì, cái này giống như kiểu mà măng vậy đó. Rồi nấm đông cô, rồi gà xé ra, rồi sao lót nữa, hành nữa, hành lá nữa. Wow, ok, mình sẽ thử nhé. Rất là cay, cay lắm mọi người, rất là cay nha mọi người. Thì cái món này á không ăn với cơm, món này cũng phù hợp ăn với cơm. Hãy nên kêu spicy cái thành sức, cái món này nó hơi cay chút xíu mà ăn nó ngon hơn.
tiện lợi là đi ăn là có cái bao tay á, cho nên nó mình múc cơm được, mình múc cơm mình ăn được, mình lấy ra mình bóc cũng được. Và cái món thứ ba đã ra tới nơi, mình cho mấy bạn coi. Đây là chicken nè, đây là chân nè. Wow, hấp dẫn không? Nguyên một phần này á là 30 mấy đồng. Nó rất là mềm nha, nó rất là mềm. Kiểu mà nó làm mà nó bị rụt, kiểu mà cái loại mà mình làm mà nó rụt ra luôn á, nó là cái loại mà rụt ra luôn. Đây. Đi ăn với em á là chỉ có cay thôi. Bây giờ bởi vì từ nhỏ gia đình đã ăn cay rồi, gia đình nhà em là gốc Huế cho nên ăn cay rồi. Cho nên tất cả những món đồ ăn mà nếu không có cay thì em sẽ ăn không được. Và đây là quá trời ớt, đầy phủ đầy ớt nè. Nhưng mà cái món này á, mình không có yêu cầu nó làm không cay được. Nó là đã cay rồi, nó là trong cái menu của nó là có ớt cay rồi. Ngon quá quý vị. Nhớ là hãy đến Momo Chicken tại City nhé. Nó là đối diện tòa nhà của Meyer, nằm trên đường Elizabeth Street. Nó là sát bên nào nhờ. Nó đối diện của Meyer Center luôn. Hy vọng tới đây sẽ thử cái món này. Very good. Ngon quá mọi người ơi. Cái đây là mayonnaise chicken. Đây còn mấy miếng da. Ăn không nổi nữa rồi. Quá no. Phải nói rằng là nếu mà mình tới một cái tiệm mình ăn mà mình kêu khoảng từ 3 món trở lên, khoảng từ 3 món là phải có 2 người ăn. Phải 2 người ăn thì ok. Chứ còn nếu một người thì chắc chắn sẽ ăn không hết. Và đây không còn miếng nào, đây cũng không còn luôn, và đây còn một chút xíu. Thì mình sẽ xin hợp cắt ở quay để mà mình bỏ vào, mình đem về để ngày mai đi làm. Thành quả ngày hôm nay đi ăn vẫn còn dư nguyên một hộp như thế này. No quá no. Và bây giờ phải đi tính tiền thôi. Phải đi tính tiền nhé. Và wow, no quá cả nhà ơi. Còn ngày hôm nay là đây là thành quả và đi ăn Momo Chicken. Và mấy chị phải nhớ rằng đây là địa chỉ. Và ở đây là Momo Chicken nằm ở trên đường Elizabeth Street. Thì nó gần Steven One nha mấy chị. Nó gần Steven One. Và thank you mấy chị đã theo dõi kênh YouTube của Tom Thành Sứ Đấu, và hy vọng mấy chị sẽ thích video này. Và đừng quên nhấn subscribe Tom Thành Sứ Đấu nhé. Bye và hẹn gặp lại đến video tiếp theo. Bye bye.